Hello, xin chào tất cả những anh em đam mê dòng xe Sipo hai thì nha. Rồi cái clip này mình sẽ nói về mấy cái lồng lỗ Sipo hàng chưa xài và hàng xài rồi ha. Và lòng Singer hàng, tức là nói chung là mình nói về những cái lồng Atenda là chưa bị sấy lên cost ha. Tại có rất nhiều anh em á, hỏi mình là những cái ví dụ như cái lồng, ví dụ như đây là lồng Singer nè, Singer xài rồi nha mọi người, Atenda ha. Đó, nhiều anh em hỏi mình là lòng Atenda hoặc là lồng lỗ này bạn có bao êm cho mình hay là không, hay là có êm không thì êm thì mình mới dám mua. Nhưng mà thực sự là mình luôn trả lời là lòng Atenda nguyên bản của nhà sản xuất là không bao giờ nó êm nha mọi người. Thì tại sao là mình nói như vậy? Thì mình có sao mình nói vậy, nhưng mà nhiều khi sự thật thì nó sẽ mất lòng, rồi anh em sẽ chê thôi không êm thì mình không dám mua. Nên nay mình quay cái clip này để cho anh em thấy là đây đây trước mặt mình là hai cái lồng tồn, cái lồng lỗ 120 chưa xài và cái lồng 110 của Sipo 110 chưa xài ha. Hai cái này là đều lồng tồn kho chưa xài nha mọi người. Sơ bị xéo này vậy mọi người, đúng Sipo ha, chưa xài nha. Đây còn mặt giống này luôn nha mọi người. Đó, rồi qua cái này 110 nha mọi người, chưa xài luôn nha. Thì để lâu năm lâu tháng thì nó nhôm nó hơi xỉn màu, hay mình cũng không có chùi rửa gì, mình cứ để yên vậy luôn nha mọi người. Để có sao để vậy luôn, chứ không có bảo quản qua hóa chất này nọ, công này nó hư nữa. Mình cứ để vậy rồi bỏ bịch ni lông kính thôi. Rồi giờ mình sẽ cho anh em thấy là cái lồng chưa xài, nó cháy bích tông của hàng nhà sản xuất zin nè, là nó đã lỏng le lỏng lỏng lét rồi nha mọi người, chứ không phải là để đây là cháy mũi tên chìm nha, cháy bông mai nha mọi người, đúng của phiên bản xe thùng ha. Rồi đây là trái 110 nha mọi người, cũng là chưa xài chưa sử dụng luôn nha. Thì nhiều anh em nói là lòng anh có dám bao êm hay là không. Rồi lúc bây giờ mình sẽ cho anh em quay clip cho anh em thấy làm sao mà bao êm được lòng chưa xài nè. Đây trái lòng chưa xài nha mọi người, Atenda nha. Đây là mọi người, mình thả vô nè mọi người, lọt cái tổng lọt muốn bể cháy bê tông cho mọi người. Để mình chịu lại nè, chưa xài đó nha mọi người, lỏng le à mọi người. Rồi hỏi anh em hỏi mình là lồng có bót không, có êm hay là không. Đồ này đã chưa xài chưa gắn xe bao giờ, chưa nổ máy bao giờ mà nó đã lỏng le kìa. Để mình thả thấp thấp xuống để rớt nó. Rồi anh em hỏi dù ví dụ như có những anh em hỏi mình cái lồng Singer này nè, đã xài rồi, rồi có êm hay không, hoặc là mình có chứ mình còn cái lồng lỗ mình quay mấy clip trước á, anh em hỏi mình là lồng còn bót không, bao êm hay là không, thì mình luôn trả lời là đồ Atenda tồn chưa xài mà nó còn không bót, nó còn lỏng le lỏng lét thì nó kêu rè rè nữa, thì làm sao mà lồng lồng Atenda xài rồi mà nó kêu được ha, đúng không mọi người? Thì đó, thì sự thật thì mất lòng thôi, mà những anh em thì lại không chịu ha. Đó, thả ra mọi người, mình đỡ này nè, thả ra cái rớt cái tẩm liền nha mọi người, không có cái gì mà nó dính lại được luôn nha mọi người. Đó, nằm lấy tay mình đỡ nó, còn rớt rồi nó ben ben nó này nọ nó mẻ thôi. Đó mọi người thấy không, mình thả nè, mình chịu rồi nha, nó lỏng le lỏng lét nha mọi người. Nên nhiều anh em cứ cứ đòi kiểu như là phải bao êm bao này bao nọ, thật sự luôn bây giờ muốn bao êm vẫn được nha mọi người. Thì có nhiều cách làm cho êm, nhưng mà khi mà đã có tác động chỉnh sửa rồi thì nó không còn nguyên bản nguyên thủy nữa, thì làm sao mà anh em đi xa được. Thì mình biết có một cách trước nhất là để cho bê tông vô, đúng không? Rồi những người thợ cao tay nghề người ta sẽ nung đủ bê tông ra, có nghĩa là anh em muốn bao êm thì ok, mình có thể mình làm cho bao êm được, nung đủ bê tông ra thì cháy bê tông nó sẽ khít hơn, nó không có là còn lỏng nữa ha mọi người.
đó, nó khít hơn thì nó sẽ êm, nhưng mà cái bê tông nó đã bị biến dạng rồi nha mọi người. Đó là nong đuôi bê tông ra, nong cái đuôi này nè, thì cái bê tông đã biến dạng rồi, thì anh em có dám đi xa rồi đi phượt 100-200 cây số như mình hay là không? Đậu một chỗ em nổ máy rồi ok em đó, rồi lấy tiền của anh em xong rồi anh em trên con xe đó, anh em có dám đi hay là không? Thì sự thật thì mình nói á, mình nói thật, lúc nào cũng nói thật, tại mình là người chơi, mình trải qua cảm giác đó rồi. Người ta bao cho mình đi được 3 bữa rồi cuối cùng nó cũng hư thả rất bùm tiền không mọi người đó. Thì đó là một cách mà để cho bùa lại cho cái lọc nó êm bằng cách là nong đuôi bê tông ra ha. Nhưng mà cái bê tông vậy nè, quy một khối vậy đi, vì nó bị biến dạng, cái đuôi nó nong ra rồi, thì tất nhiên là trong phần này nó sẽ có ảnh hưởng ít hoặc là nhiều ha mọi người, chắc chắn là phải có ảnh hưởng. Nên anh em xài thì anh em muốn êm mà những cái lồng mà đã xài rồi nha, mà còn lồng lỗ thì chưa xài thì mình bỏ vô trên đây vẫn ok nha mọi người. Mà thợ mà ráp không có chuẩn thì gắn vô lồng tồn chưa xài vẫn kêu ha. Còn những cái lồng Singer, Aki hoặc lồng lỗ siêu bo hàng theo xe đã xài rồi, anh em thật sự muốn êm thì chỉ có sấy lên cốt 1 mới thật sự là êm đi bền. Mình xài trọn của cái cốt 1 hoặc là mình gắn vô mình chịu cái tiếng rè 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 của lồng Atanda thì mình đi. Chứ mà khi mà anh em mua, anh em gọi mình là phải bao em mới dám mua thì thật sự là đó, mình làm cái clip này cho anh em xem. Trái tồn chưa xài mà còn không em được nữa thì làm sao mà thả cái nó rớt tẩm liền mọi người, không? Không có dính được một phần một miếng nào luôn nha mọi người. Đó, làm sao mà em được. Ôi trời ơi, thử hồi đó cũng mẻ chứ tông nữa. Đó, làm sao mà em được, lỏng le lỏng lét nè, thả cái rớt cái tẩm liền nè mọi người. Đó, thì đó là sự thật thì mất lòng thôi. Anh em hỏi mình lòng Atanda xài rồi em không, mình luôn luôn khẳng định một câu là không bao giờ em nha mọi người, lỏng le lỏng lét không bao giờ bóp được nha. Còn muốn em thì mình thế này nọ lại bùa phép lên, lúc đó là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều ha. Nên anh em mà muốn chơi mà đúng chất để mà con xe mình đi bền thì đi Atanda hàng. À, lòng xài rồi thì mình về mình sấy lên cốt 1, mình đi trọn vẹn cái cốt 1 đó. Thật sự cốt 1 mình đi giữ gìn là đi rất là lâu nha mọi người, nó đi cũng như Atanda thôi nha. Sấy rô đai kỹ thì nó sẽ bền ha. Còn mà để tác động cái bê tông nong đuôi nó ra rồi thì nó cái bê tông đã bị biến dạng thì đi xa đi này nọ thì không đảm bảo ha, nó ảnh hưởng đến an toàn của mình ha. Nên mình làm cái clip này để mình khỏi có một công giải thích được với những anh em mà cần mua lồng lỗ hoặc là lồng Singer Aki xài rồi nè mà đòi mình lúc nào phải bao em đó, đồ chưa xài mà nó thả cái bê tông xuống nó còn rớt đùng đùng nữa nó lỏng le lỏng lét làm sao mà em ha mọi người ha. Rồi anh em nào cần những cái lồng này Singer, tại giờ mình chưa có rửa qua quá chất gì hết nha mọi người, chỉ ngâm dầu hôi rồi chà sơ sơ thôi nè. Singer Aki nè, lỗ bô lỗ này là còn nguyên thủy chưa móc chọt gì hết nha mọi người. Tại đâu mình ấy là mình phải tuyển là nó bu bán nó ít mà nó chất lượng ha mọi người, chưa lúp chưa xước gì hết nè. Nếu anh em nào thích cái tiếng hơi chịu được cái tiếng rè rè thì ok, thì đi cái lòng Singer này Atanda nó hơi rè rè chút, còn thích êm luôn thì phải lên cốt 1 nha mọi người. Chứ mình không có nong đuôi bê tông này nọ cho nó êm rồi bùa phép lại bán cho anh em ha, đi đường thời gian là nó sẽ banh nha. Còn anh em mà thích bộ lồng lỗ 120 sơ mi xéo đúng nha mọi người, rồi cháy bê tông bông mai nè, đó, mũi tinh chìm nguyên bản của nhà sản xuất nha mọi người, và nắp quy lát 120 đời thấp, xài cho 97 98 99 chưa xài, bộ lồng lỗ tồn chưa xài 120 thì alo mình ha, với lại bộ 110 lồng nắp trái bạc đầy đủ luôn, 110 này sưu tầm hay gì đó thì alo mình. Rồi cái bộ Aki lồng 110 Aki này cũng có lỗ nha mọi người, đặc biệt là lồng xì bo 110 không có lỗ mà lồng Aki 110 lại có lỗ nha mọi người.
trái đàng hoàng luôn nè, vô bạc sẵn luôn nha. Anh em nào cần những mấy cái lồng này thì mạnh dạn liên hệ mình qua số điện thoại hoặc Zalo ha, 0924 393939 ha. Rồi bye bye, xin chào tất cả anh em.